Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam tổ chức hội thảo phát triển nuôi biển bền vững tỉnh Kiên Giang. Hội thảo do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quốc Anh và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam chủ trì. Năm 2021, diện tích nuôi biển của Kiên Giang hơn 21.000 ha, sản lượng khoảng 69.300 tấn. So với nghề nuôi trồng thủy sản, toàn tỉnh chiếm 7,5% về diện tích và 24,3% về sản lượng. Trong đó nuôi cá lồng bè trên biển 3.612 lồng, sản lượng gần 3.100 tấn. Nuôi nhuyễn thể diện tích hơn 20.200 ha, sản lượng 66.179 tấn. Ngoài ra nuôi trai lấy ngọc ở Phú Quốc khoảng 200 ha, sản lượng thu hoạch từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn viên ngọc thành phẩm. Tại hội thảo, nhiều tham luận của các nhà khoa học đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển nuôi biển bền vững tỉnh Kiên Giang, nêu tổng quan thực hiện dự án nuôi biển công nghiệp tại tỉnh. Công nghệ cho nuôi cá biển công nghiệp bền vững, hợp tác thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ nuôi biển, giới thiệu các thiết bị lồng bè nuôi công nghệ cao. Theo đó, tham luận của các nhà khoa học đều khẳng định tỉnh Kiên Giang có tiềm năng, lợi thế, điều kiện môi trường biển để phát triển mạnh nuôi biển với đa dạng loại hình nuôi, đối tượng nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thì tôi thấy rằng là chúng ta cần phải giải pháp, có hai cái điều giải pháp cơ bản. Một đấy là cái giải pháp kỹ thuật để phù hợp với các cái vùng nuôi và phù hợp với cái điều kiện nuôi tại tỉnh Kiên Giang. Thứ hai là cái điều kiện về giải pháp tài chính để hỗ trợ cho bà con trong giai đoạn này. Thì tôi xin phép với là tập đoàn sẽ mang đến hai cái giải pháp này với Kiên Giang. Thì chúng tôi đang là cái nhà cung cấp các cái sản phẩm sản xuất ra bằng HDPE và Composite để chứng minh cái sản phẩm bền vững, bảo vệ môi trường, đặc biệt là đủ cái cơ sở để tích hợp khoa học công nghệ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh cho biết, tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2025, số lượng lồng nuôi biển đạt 7.500 lồng, trong đó nuôi truyền thống 4.700 lồng và nuôi công nghệ cao 1.900 lồng. Còn lại là nuôi thủy sản khác. Sản lượng nuôi biển 113.530 tấn, trong đó nuôi lồng bè là 29.870 tấn, nhuyễn thể 83.660 tấn và 260.000 viên ngọc trai. Đến năm 2030, số lượng lồng nuôi biển đạt 14.000 lồng, trong đó nuôi truyền thống 5.300 lồng và nuôi công nghệ cao 6.600 lồng, còn lại là nuôi thủy sản khác. Tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp chia sẻ chân thành của Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Nhà khoa học, Doanh nghiệp và kinh nghiệm của bà con ngư dân làm nghề nuôi biển tại hội thảo này. Với trách nhiệm của mình ở Ủy ban tỉnh cũng như là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì chúng tôi sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ bàn tới cái hành động, cái chương trình hành động của tỉnh. Sau cuộc hôm nay tôi sẽ báo cáo lên cấp trên hơn nữa là đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh để nắm được cái nội dung của hội thảo hôm nay sẽ đưa ra một cái nghị quyết để mà chúng ta triển khai các cái bước tiếp theo trên tinh thần là hết sức trách nhiệm, xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm, nó mang cái tính bản lề bước ngoặt để phát triển, huy động được nội lực để phát triển vùng biển của chúng ta. Tại hội thảo, tỉnh Kiên Giang và Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển nuôi biển bền vững tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh ký kết với doanh nghiệp hợp tác cung cấp thiết bị lồng nhựa nuôi cá lồng bè trên biển.